Úc cờ vàng còn biểu tình không chị, nó chết hết rồi. Úc này bây giờ chúng nó chết thẳng cẳng rồi, chết. Bên này với bọn ở bên Úc này nó khôn hơn bọn Mỹ, nó không có ngu như bọn bên Mỹ đâu. Ba que giờ đổi chiều rồi, xe ô tô VinFast sang khắp thế giới, trong đó có Mỹ. Ở Úc này cũng có này, nó mua luôn cái hãng của cái công ty ở nó nói vậy chứ. Ôi trời ơi, cái hãng via xe ô tô VinFast là mua của nước khác tới, xong rồi về đấy lắp ráp rồi này kia các thứ, chứ đâu có phải của Việt Nam. Cái công ty đó là của tư nhân, của người Việt Nam làm chủ, là tư nhân chứ không phải cái công ty đó là của nhà nước, hiểu không? Người ta muốn làm cái gì làm, nhưng mà cuối cùng là cái người chủ ấy, là người Việt Nam, cái nói là nói cái đó, hiểu không? Chứ còn nữa, nói về lắp ráp á, ví dụ bọn Mỹ nó sang Trung Quốc, nó làm một cái công ty, nó mở ra nó may vá hay nó làm một cái hãng xưởng gì đó, gang thép hay là làm bất cứ một cái gì đó, nó cũng phải mua những cái đồ của Trung Quốc để nó lắp ráp vào, nó thành một cái đó, cái sản phẩm đó thì nó mới rẻ để nó bán ra thị trường. Thế không lẽ là cứ mua cái gì lắp ráp đó là của cái nước đó, không phải của cái dân Mỹ à? Cho nên là nhiều người ấy, người ta suy nghĩ, người ta không có hiểu biết, không có kiến thức, cho nên cái sự suy nghĩ của người ta chứ nghĩ bệnh nghĩ bạ nghĩ lung nghĩ tung, nó chả hiểu cái gì cả. Cho nên thôi các bố các mẹ thôi im đi, cứ bố nào lên trên YouTube mà lên trên Facebook mà nói được vài câu bọn trẻ nó chửi cho như tát nước. Cái thời buổi bây giờ nó đâu có như cái thời buổi ngày xưa đâu mà cứ cổ lỗ xị. Việt Nam giờ chẳng thiếu gì. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi mọi người nhé. Cái thằng có tiền đi ăn tiệm phở là cái thằng giỏi, hay là cái thằng nấu nên bát phở đấy để cho người ta ăn là giỏi? Hả? Giống như người Việt Nam ấy, người Việt Nam có tiền để mua sản phẩm của hải ngoại, họ mới là người giỏi. Còn cái thằng làm ra để cho người họ mua, người ta phải có tiền, chúng nó phải chờ cái người ta đến người ta mua thì chúng nó mới sản xuất được chứ. Cái sản xuất ra bán không ai mua, chó nó mua thì cái bọn đấy nó cũng chẳng là cái gì hết. Cho nên cái người có tiền để mua những cái sản phẩm đấy mới là người giỏi, chứ không phải người làm ra cái đó là giỏi đâu. Em đang uống một két Tiger. Chị uống bia gì? Chị uống bia VB. Victoria bia là cái bia của cái tiểu bang của chị. Nhưng mà bên này người Việt nói là VB ấy, là vợ bò. Mấy ông nhậu. Trần Dân cũng mặc áo cầu thủ, số 5 mang cờ đỏ sao vàng, tức cười. Ôi dồi ôi, mấy cái ông ấy sang đây làm trò hề, Trần Dân mới dạy cái gì. Mấy bố đấy sang đây. Thật ra mình là người phải, những cái người ở hải ngoại này phải cần cảm ơn Cộng sản. Không có Cộng sản các bố các mẹ làm sao được bước chân sang đây. Cho nên là im đi. Cái ngày đấy chúng nó mỗi năm nào cũng nó bảo tháng tư đen rồi này kia các thứ, nhưng thực sự chúng nó ăn mừng ấy chứ, chúng nó đâu có khóc nấc gì. Mọi người có nhìn thằng nào khóc không? À, có nhìn thấy thằng nào ôi giời ơi tôi nhớ Việt Nam quá này kia cái thứ này kia, thằng nào cũng ca ngợi bên này sống cuộc sống sung sướng rồi có trợ cấp ăn rồi chính phủ lo cho, thì chúng mày mấy cái bọn ba que giỏ nó phải cảm ơn Cộng sản chứ, không có Cộng sản làm sao chúng mày được được như vậy. Cho dù cái đất cái thời Việt Nam Cộng hòa còn đi chăng nữa, chúng mày có được sống sung sướng như như ở Mỹ không? No.
cho nên phải cảm ơn cộng sản. Mới hơn nữa, cái thời mà Việt Nam khổ quá, nhiều người đi vượt biên ấy, là chính phủ người ta mắt nhắm mắt mở người ta cho đi rồi, chứ thực sự người ta muốn bắt thì chả có bố nào thoát được, thấy không? Người ta tính hết rồi, mắt nhắm mắt mở người ta cho các ông các bà đi vượt biên rồi. Cái đấy cũng là một cái chính trị, giống như là nó ký kết với nhau, nó cũng giống như là thế, cái thế giới này, cái thế giới này nó bồi thường chiến tranh cho người Việt rồi. Nó nhận nhận những người di dân tị nạn qua, chứ bây giờ đi đi nó nhận không? Nó bảo tôi bây giờ tôi sợ cộng sản lắm, tôi không muốn sống với cộng sản, tôi phải đi, tôi bỏ cộng sản thì tôi đi, xem nó có nhận không, nói đi. Nó ngu ở cái chỗ đấy, cái bọn bao que xỏ lá nó ngu ở cái chỗ đấy. Không có ngày giải phóng miền Nam, không có ngày 30 tháng 4, chúng mày làm sao được, cái bọn Mỹ nó cho rằng đấy định cư hả? Bây giờ đi định cư đi, thằng nào ơi, bảo tôi bây giờ tôi không muốn sống với cộng sản dã man, cộng sản tàn ác, rồi cộng sản này nọ chai đi, tôi muốn đi sang Mỹ ở, đi đi xem nó nhận không. Tầm bậy tầm bạ, nó ngu thì ngu vừa đó. Không, mình không thích nói ai ngu đâu, nhưng mà chúng nó thật sự chúng nó ngu. Chào chị Nisa Vũ Hồng Beauty, không biết đọc cái gì nhá, Beauty. Em đau lòng lắm chị, đau lắm. Cụ Huy cần một nhà thơ yêu nước. Những áng thơ bất hủ sinh ra đứa con khủng Cố Huy Gia Vũ. Phải, cái thằng Cố Huy Gia Vũ là thằng, cái hai vợ chồng đấy bây giờ sang bên đấy bốc ruốc ăn vã đấy. Nói cho các bạn nghe, nhiều người cứ cứ tưởng là mình ở Việt Nam mình như thế rồi mình sang Tây rồi mình sẽ được nổi rồi này kia các thứ, sang đấy bốc cứt ăn vã. Ở Việt Nam có tăm có tiếng không sướng thì thôi, được người này người kia trọng vọng, mình đi sang đây ai biết đấy là đâu. Bây giờ mình cứ có giàu đi, cứ nói là mình giàu rồi, mình có tiền, mình có nhiều tiền nên mình lái cái xe xịn này, mấy trăm ngàn này, mình đi ra ngoài đường người ta nhìn thấy cái xe người ta bảo ồ xe đẹp nhỉ, biết mẹ mình là ai, đúng không? Chạy ra từ xong rồi mình ôm mấy cục tiền đấy, mình để nó phơi nắng phơi mưa ở ngoài đường ấy, xong mỗi một năm nó lại xuống giá, mỗi một năm nó xuống giá. Đối với mình những cái đấy nó chả là cái gì đâu. Có tiền để trong tiền đi đây đi đó, đi du lịch này kia các thứ cho nó sướng cái mơ đời. Mình có nhiều tiền thì làm mới ở cái đất này. Ở Việt Nam á, có nhiều tiền thì người này người kia mới biết rồi này kia, nhiều người trọng vọng ở đây, chả ai coi ai ra gì. Ok, mình giàu mình cũng cho ai đâu. Đó nên là nhiều tiền thì cũng thế, nhiều tiền thì cũng xuống lỗ, mà không có tiền thì cũng xuống lỗ, giàu nghèo thì cuối cùng cũng phải đi ấy. Đâu có hơn nhau cái gì đâu. Thế nên sống cuộc sống làm sao à? Mình không nói ở Việt Nam nhé, nói ở hải ngoại, tại vì cái cuộc sống ở hải ngoại ấy, người ta khi mà người ta mình có cái câu thơ nào: khi còn trẻ ta hướng đến tương lai, khi vai ta đau ta nhìn về quá khứ. Thấy không? Khi mà vai mình đau rồi, mình già rồi, mình ngồi xuống ấy, mình cần cái gì? Mình cần sức khỏe, chứ không phải là tiền bạc, không phải là ăn nhiều, ăn ngon, tôm hùm, bảo ngư này kia cái thứ, ăn nhiều với mấy cái đó mỡ cao, máu cao, chết sớm ấy, cái gì? Tăng xông ấy. Nhậu một mình buồn quá em ơi. Vừa ấy nhậu một lũ về, bây giờ nhậu tiếp, tại vì chưa uống chưa đủ.
Thế mình là cái con người sống năng động, mình không buồn được đâu. Mình không làm cho mình buồn đâu. À, có bạn bè đi chơi đi này đi kia rồi ăn uống rồi nhậu nhẹt. Đó. Mình có những người bạn như vậy nhậu nhẹt với nhau rồi ăn uống đi chơi về đi chỗ này chỗ kia chụp hình chụp ảnh. Bên kia nói Cộng sản Việt Nam là Cộng sản. Cái gì? Bên kia nói Cộng sản Việt Nam là Cộng sản. Em thấy giờ Cộng sản Việt Nam tư bản hơn cả Mỹ. Trước đây mình đã nói rồi, gần chục năm nay mình đã nói rồi. Việt Nam còn cái để sửa. Chứ còn Mỹ bây giờ nó chỉ đi xuống thôi, nó không đi lên được nữa. Tại vì nó lên hết cỡ rồi. Còn cái gì để lên nữa? Lên cái gì bây giờ? Còn những cái ông, cái bà Việt Nam qua hay là sống như thế nào ấy, ở bên này bây giờ các thứ nó đều dùng điện tử hết. Ra cái gì cũng bấm 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 bấm. Đúng không? Trả tiền, trả bạc hay mua đồ, mua đạc lên trên mạng bấm 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 bấm. Tiếng Việt còn đỡ, ví dụ mình là người Việt Nam, mình ở Việt Nam nhiều khi mình còn hiểu tiếng, đây các bố các mẹ không biết tiếng Anh nữa. Bấm cái gì? Thì cũng giống như là vịt nghe sấm á. Xong lại nhờ vào con cái. Nhiều khi á, nhờ nó như là cầu cái gì á. Nó phải đi làm, đi ăn rồi, đi chơi, đi bời, bạn bè này kia, các thứ. Không lẽ mình suốt ngày mình nhờ nó. Đúng không? Cuộc sống của chúng nó cũng giống như mình thôi, mình lo mình chứ mình đâu lo cho bố mẹ này mình hết được. Cho nên đừng có nghĩ là mình á, mình sống ở Việt Nam mình lo mình làm, mình chịu khó mình làm ăn, mình sống ở Việt Nam là tuyệt vời nhất. Chứ còn á, mình sống ở bên này nếu mà biết tiếng thì ok, không biết tiếng khổ lắm. Cái mẹ gì cũng phải nhờ người ta. Nhiều khi những cái đứa nó tử tế không không, không tử tế không? Coi mình trả ra cái gì xong mày cầu cạnh chứ không đó. Mình lắm. Khi nào Việt Nam và Mỹ làm xong hiệp định dẫn độ đưa thẳng Đào Tụt Quân và Lý Sà Phạm về, em ném quả trứng vịt nộn. Nói chung là cái đấy thì mấy cái đứa đấy nó chả là cái gì đâu mọi người, đừng có nghĩ nó, mình ghét nó thì mình ấy thôi, chứ còn nếu mà nói thẳng ra một câu để mà dẫn độ cái bọn đấy về thì không xứng đáng để mình bỏ thời gian ra mình làm những cái chuyện đó. Nhà nước Việt Nam người ta không để ý mấy cái chuyện tèm nhèm như vậy không? Chúng nó làm ở bên đấy nó chả là cái gì cả, như là gãi ghẻ thôi, đúng không, như là gãi ngứa cộng sản thôi, chả làm được cái gì cả. Cho nên là người Việt Nam á, ở Việt Nam những cái chính quyền của người Việt Nam á, người ta không để tâm vào những cái bọn đấy đâu, đúng không. Bây giờ những cái thằng nào mà nghe cái bọn đấy mà ở Việt Nam mà phá hoại này kia các thứ thì người ta tóm cổ người ta cho vào tù thế thôi. Còn cái bọn ở bên hải ngoại đấy, nó làm những cái chuyện đấy thì là nó không phải là người Việt Nam, nó là người Mỹ. Cho nên mình bận tâm đến chúng nó làm cái gì đâu. Khi nào cái thằng nào mà nghe chúng nó mà làm những cái chuyện ở Việt Nam ấy, thì người ta mới bắt. Chứ là để tâm đến cái bọn đấy làm gì, chính quyền người ta cái bọn đấy là chả là cái gì á, không cãi là ngứa. Ôi rồi hôm nay mình ăn nhiều quá, bình thường là thể dục thể thao và ăn uống thì cũng phải giống như là có mức độ thôi, không có ấy. Nhưng mà hôm nay mình nhậu xong rồi ăn nhiều quá, chết bỏ mẹ, ngày mai lại phải nhịn. Vậy chứ nguy hiểm nha chị nè. Chiều được mấy thằng vô học ném bom đặt bom trong nước rồi chị
Chị biết rồi đó. Thì đúng rồi. Thì mấy cái thằng đấy là toàn những cái bọn vô công rồi nghề đó. Giống như là không có công ăn việc làm rồi được vài triệu. Ở bên này á, vài triệu gửi về Việt Nam, vài trăm đô gửi về Việt Nam thì nó to thôi. Cái bên này đâu đáng bao nhiêu đâu. Không? Như thế thì người ở Việt Nam ấy, người ta có pháp luật, người ta sẽ lo những cái chuyện đó. Còn á, để mà nói là dẫn độ cái bọn ở bên này về đấy, mình ở người ở Việt Nam cũng không dẫn độ được, tại vì chúng nó đâu phải là người Việt Nam đâu mà mình dẫn độ, các bạn hiểu không? Nó là người Mỹ mà, nó mang quốc tịch Mỹ mà, sao mình dẫn độ làm sao được? Chỉ có cái là khi mà nó bước chân về Việt Nam nó không được phép về, đó, nó bước chân vào Việt Nam là nó không được vào, tại vì nó là người Mỹ. Nó không phải người Việt Nam. Thấy không? Cho nên mọi người phải hiểu nên như vậy. Không thể dẫn độ. Dẫn độ trừ khi như thế này. Người Mỹ. Ví dụ như làm một cái chuyện gì đó. Ăn cướp hay ăn trộm, ăn cắp gì. Nhà băng hay là cái gì ở Mỹ. Xong bắt đầu chạy về Việt Nam trốn. Trốn thì bắt đầu. Chính quyền của Mỹ. Nó mới sang Việt Nam để nó bắt cái người tội phạm đó dẫn độ về Mỹ, hoặc ngược lại người ở Việt Nam làm cái gì ở Việt Nam giống như Trịnh Xuân Thanh hay là cái gì đó, xong rồi chạy đi sang nước Mỹ, xong bắt đầu chính quyền Việt Nam chạy sang Mỹ để dẫn độ cái thằng đó về Việt Nam để xử, cái đó gọi là dẫn độ, chứ không hề mình không thể dẫn một người Mỹ về Việt Nam để xử. Hoặc giống như Mỹ sang Việt Nam dẫn những người quốc tịch Việt Nam sang Mỹ để xử. Không có vụ đó. Các bạn hiểu cái sự dẫn độ chưa? Giống như Hồng Kông. Ví dụ như một người phạm pháp ở Mỹ hay bất cứ nước nào chạy sang Hồng Kông thì nó không có luật dẫn độ. Thì có nghĩa là cứ chạy sang được Hồng Kông, ở Hồng Kông thì những cái nước khác không được phép sang Hồng Kông để bắt những cái người đó mang về cái nước mình, công dân của mình để xử. Không được vào làm như vậy. Nó không có luật như vậy. Thì có nghĩa là ngày xưa chúng nó biểu tình ấy, chúng nó nói là không cho dẫn độ thì có nghĩa là những cái thằng ăn cắp, ăn trộm, giết người chạy hết sang Hồng Kông ấy, để mà trú ẩn. Không có ai được phép vào để dẫn độ về đấy. Đó gọi là dẫn độ. Mấy thằng xạo láo ba que, nó chỉ ồn ào trên mạng thôi chứ nó chẳng làm nên trò trống. Chính xác. Thử đứng trước mặt mình nói cộng sản nhé, mình chửi cho khi không úp được cái mặt ở đâu. Mẹ chúng mày á. Ví dụ mà thằng nói mình là cộng sản hay là gì, chúng mày không có cộng sản, chúng mày được phép sang đây không? À, chúng mày được phép sang cái nước, những cái nước này không? Cho nên là há mồm ra chửi cộng sản, mà mẹ chúng mày phải cảm ơn cộng sản mới đúng. À, cho nên là đừng có há mồm ra nói cộng sản này, cộng sản kia. Mẹ không có cộng sản làm sao mình có được, mình được bước chân sang đây định cư. Vô nào tệ. Em mới xem nghị viên phát bùi bị khủng bố. Ồ vậy à? Nhắn cái gì? Em nhắn tin cộng sản mua trước cái gì? Mua chuộc cái cài cắm điệp viên phá hoại làm khủng hoảng tinh thần và tâm lý ba que. Ôi giời ơi, chúng nó cứ tự cho chúng nó là thế này cái kia, chứ chúng nó không làm một cái hạt cát trên sa mạc đối với cộng sản. Người ta đâu có để ý đến cái bọn ấy bọn vô công rồi nghề, người ta có công ăn việc làm ấy, ai hơi đông người ta cầm cờ ra ngoài đường người ta phật.
Ví dụ như mình rảnh rỗi mình mới lên đây mình ngồi mình nói chuyện với các bạn chứ. Mình mà đi làm đi ăn này cái thứ hay mình có công việc khác mình làm gì có lên đây ngồi đâu. Bọn bác que nó cũng thế, dỗi hơi thì nó mới thế, bọn toàn bọn già, các bạn mọi người có thấy cái thằng nào trẻ trẻ một tí mà ở sống ở hải ngoại mà đẻ ra ở hải ngoại mà nó nên nó chống cộng không? Nó không, toàn bọn vô công rồi nghề, dỗi hơi. Ok về đi nhá. Muộn rồi, các con chuẩn bị đi ngủ rồi, xỉn rồi. Nó bị khủng bố kiểu gì ấy. Rồi cái bọn ấy chết rồi làm gì còn cái thời xưa đấy khi mà nó còn cấm vận Việt Nam á, nó còn dùng cái bọn cộng đồng Việt Nam để nó chống đối Việt Nam, hiểu không? Cho nên là nó mới có những cái tổ chức là chống cộng để nó làm cho cái Trung Quốc nó mạnh lên, hiểu không? Các bạn thấy không, chống hàng hóa Việt Nam để bảo vệ cái hàng hóa của Trung Quốc. Cứ ai mà buôn bán với Việt Nam là chúng nó gào ầm lên, nhưng mà không thấy đứa nào đi biểu tình đã làm ăn với cộng sản Trung Quốc ấy. Trong khi cộng sản Trung Quốc là giúp Việt Nam đánh cái bọn bá que xỏ lá, nó đơn giản vậy thôi, mọi người cũng phải hiểu ra rồi. Cho nên mình lý do tại sao mình chửi chúng nó, tại vì mình sống ở bên này lâu rồi, mình hiểu được cái cách kiểu cách chúng nó, trong khi ăn hàng Trung Quốc đầy rẫy ra mấy chục năm, mẹ cứ đi chống hàng Việt Nam không thấy chúng nó chống hàng Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là cộng sản lại giúp cho Việt Nam, cộng sản Việt Nam đánh chúng nó, không thấy chúng nó biểu tình mà những cái nơi buôn bán này cái thứ của toàn của Trung Quốc đâu thấy chúng nó nói năng gì đâu. Thì các bạn phải hiểu chúng nó tay sai, nó là truyền vào máu chúng nó rồi, nó bảo vệ hàng Trung Quốc nó chống hàng Việt Nam. Ok nói thế thôi nha các bạn, hết xin rồi không nói được nữa. Chị nói câu cảm ơn cộng sản chuẩn đó, chính xác là như vậy, không có cộng sản làm sao có người Việt ở hải ngoại. Chúng nó sang đây chúng nó khổ quá thì chúng nó mới hận cộng sản thôi, chứ nó sung sướng thì nó phải cảm ơn cộng sản chứ. Còn chúng nó suốt ngày chúng nó que là ở bên này sướng, nhưng mà thực tế chúng nó khổ, đúng không? Khi mình sướng ấy, mình phải hiểu được ra cái nguồn gốc ấy, mình phải cảm ơn cộng sản mới đúng, tại vì cộng sản làm cho mình sướng, mình được qua đây mình sướng. Chứ ngày xưa cộng sản người ta cũng nhắm mắt mở cho đi vượt biên ấy. Chứ người ta bắt rồi chạy có thoát được không? Nên đừng có mồm loa mép dài, mẹ không có cộng sản ấy chúng mày cũng bốc rốt ăn vạ. Ok bye bye đây nhá. Bye bye. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe. Có sức khỏe thì mới làm được lên tất cả, không có sức khỏe thì chả làm được cái gì hết. Ốm đau bệnh tật đó, nó khổ lắm, nó buồn lắm. Cho nên là luôn luôn phải giữ gìn sức khỏe, luôn luôn nghĩ sức khỏe là trên hết, tiền bạc là cái thứ hai thôi. Ok. Chịu khó tập thể dục thể thao này kia các thứ rồi á. Lo lắng cho bản thân mình thì nó mới ok được. Chứ mình mà yếu đuối suốt ngày rồi mệt quá, đau này đau cái kia rồi không có sức khỏe, không làm được cái tích sự gì hết. Ok, bye bye.